Chú chào các con nha. Lại gặp các con ở Đà Lạt. Chú rất muốn giao lưu với các con. Con có thể nói là hôm nay các con lên đây á, cái cảm xúc như thế nào? Vì trước đây các chú chỉ thấy các con đi ở Sài Gòn thôi. Mà hôm nay thì các con lên đây. Ba mẹ mua vé cho các con hay là có ai tặng cho các con vé để các con lên đây? Dạ, Út con mua cho. Út con là dì Út của con. Dạ vâng. Thế hả? Dạ. Rồi từ hôm chúng ta đi xe theo đoàn là đi xe tự túc vậy? Dạ tự túc. À tự túc hả? Bởi vậy ở trong cái đoàn á, chú săn các con từ hôm qua giờ không có thấy luôn. Dạ. Chú tìm không thấy các con. Dạ, tại con đi xe gia đình. Ok. Người ta kêu cái mắt của con á là do con đeo cái len phải không? Hay dạ, là đúng rồi, dạ. À do con kêu cái len vậy là. Em xách lên. Đấy, em đi lùi lại chút. Chú là hiểu nhầm, bữa trước chú hiểu nhầm. Chú cứ tưởng mắt của con là xanh nhưng mà con đều len do dạ, vâng. Đây là hoa mà các con chuẩn bị để tặng cho anh Cường đó hả? Dạ đúng rồi. Wow. Đẹp thế. Thế con biết là bó bông nào của bông, bây giờ nhớ là bông bó nào của ai không? Dạ nhớ. Thế bó của con đâu? Bó của con đâu? Dạ bó của con đây. Bó của con đây. Dạ, bó của con đây. Dạ. Con có thể là con cầm bó bông lại con nhắn gửi anh Cường không? Ví dụ có khi lên trên sân khấu con không nói với anh Cường được cái gì đâu. Đúng không? Con lên sân khấu con không nói được cái gì với anh Cường cầm hết trơn á. Nhưng mà con có thể nhắn gửi qua đây được không? Biết đâu ai đó họ nói anh Cường là có em bé đó, em bé tặng bông cho anh Cường, em bé nhắn gửi cái điều gì đó. Giả sử như chúc anh Cường một cái năm mới thôi. Dạ. Con cầm một bông lên đây coi. Nghe đó. Đấy rồi con chúc chúc anh Cường như thế nào? Con đứng bước lại đây coi. Con chúc anh Cường như thế nào? Biết bởi vì là chắc gì con lên sân khấu con nói được cái gì, không bao giờ nói được gì. Nhưng mà ở đây thì con có thể nói được cái gì đó cho anh Cường. Con nói đi. Dạ em chúc anh Cường năm mới học thật là tốt, rồi thành công trong âm nhạc hơn, xong rồi chúc anh Cường hạnh phúc bên gia đình, chúc anh Cường gặp nhiều may mắn. Dạ anh Cường ơi, anh Cường có coi được clip á thì tối nay anh Cường ra Hồ Xuân Hương gặp em nha, em với anh Cường, em muốn cùng anh Cường đi đạp vịt. Trời ơi, em muốn với ca sĩ Hồ Văn Cường đi đạp vịt. Dạ vâng. Quá là tuyệt vời nha. Rồi ngoài ra còn cái gì nữa không? Con muốn chia sẻ với anh Cường cái gì nữa không? Con muốn anh Cường rep tin nhắn của con. Vậy là con đã nhắn tin cho anh Cường rồi. Nhưng mà anh Cường không có trả lời tin nhắn của con hả? Dạ. Con nhắn nhiều chưa? Ngày nào con cũng nhắn. Ngày nào con cũng nhắn luôn. Thì con chỉ nhắn đơn giản thôi, anh Cường có khỏe không gì gì thôi, chứ đừng nói nhiều quá, anh Cường anh bệnh mà. Dạ vâng. Ok con. Dạ. Rồi vậy thôi đúng không? Con có muốn chia sẻ gì nữa không? Dạ hôm nay con đến đây con thấy rất là vui và thú vị khi được mọi người yêu quý tụi con. Ok bởi vì thực ra khi mà anh Cường á có những cái khán giả trẻ như các con á hâm mộ ngưỡng mộ đi đua show như thế này thì các bạn của các con cũng biết về anh Cường, điều đó quá là tuyệt vời. Dạ. Bởi vì cái tỷ lệ mà con biết không, những cái người hâm mộ ca sĩ Hồ Văn Cường á là thực ra là những người lớn tuổi đấy ha. Dạ. Mà có thêm những người trẻ tuổi như các con này thì quá là tuyệt vời luôn đấy. Dạ. Rồi đó, chú cảm ơn con đã giao lưu với chú. Dạ vâng. Và chia sẻ cái giờ giao lưu với anh Cường, chú rất là thích thú. Ok. Dạ. Con có muốn nói gì với anh Cường không? Không à, còn con gái cũng không muốn nói gì với anh Cường. Rồi cảm ơn con rất chi là nhiều nha. Dạ. Thưa cô chú anh chị và các bạn, thì bốn bạn bé rất là dễ thương, giao lưu với anh Cường, nhưng mà chỉ có cái bé tóc dài xinh xinh này nè, thì là bé chịu giao lưu với anh Cường và chia sẻ những cái lời tâm sự. Và vậy thôi, cảm ơn mọi cô chú anh chị đang xem cái clip này rất là nhiều nha. Thank you. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thưa mọi người, Đào Cường đang quay mà không có cái chống rung, nên là quá trình Đào Cường quay cái clip này nó sẽ hơi rung nha mọi người. Mọi người xem clip và thông cảm. Thực ra cái clip này con không thấy ạ. Cái clip này con muốn giao lưu với mấy bé nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Nên là Đào Cường quay và Đào Cường rất bất không có kịp. Không có kịp. Không có kịp gắn cái gimbal chống rung vào, nên là Đào Cường không có quay được những cái clip đó, không chống rung được, thì xem nó hơi rung rung một chút, mọi người thông cảm nha. Đó. Oh, đấy nó rung. Khoan, Đào Cường đây. Yeah. Đó, nó hơi nghiêng máy nữa luôn mọi người. Vì cái tình huống vừa rồi nó hơi bất ngờ, nên Đào Cường không có không có chuẩn bị được. Đó. Còn mọi người thấy không, FC của ca sĩ Hồng Thanh Cường đi xem show và mặc những cái bộ đồ rất là dễ thương, rất là đẹp không mọi người ạ? Rất là đẹp phải không ạ? Wow, đẹp quá luôn, quá đẹp luôn đấy, rất là đẹp, thích quá. Quá là đẹp phải không cô chú anh chị và các bạn? Hiện tại các cô cũng đã bắt đầu vào trong sân khấu. Nó hơi nghiêng máy, mọi người xem thông cảm. Tại vì Đào Cường không chuẩn bị được, vì Đào Cường gặp các bé dễ thương nhá. Đào Cường xử lý bộ để Đào Cường quay, nên là cuối cùng là không có chuẩn bị được. Xin phép chia sẻ thêm một số cái hình ảnh đáng yêu của FC các cô chú anh chị và các bạn. Đó, mọi người đến đây chụp hình rất là dễ thương. Đó, cái clip này nó hơi rung chút, mọi người thông cảm cho Đào Cường nhé. Chủ yếu là cái nội dung phải không mọi người? Đương nhiên thì nếu hình ảnh nó không rung lắc thì cũng được. Đẹp quá phải không ạ? Đấy. Đó. Đó. Quá là đẹp. Phan Tây Nguyên á. Dạ. Nói như vậy là người ta đã nghe rồi. Phan Tây Nguyên. Dạ. Dạ. Phan. Đây, để quay mọi người một chút. Đây là Phan Tây Nguyên đó ạ. Dạ. Dạ. Các chị mạnh mẽ nha. Ok, dạ. Một bông hoa hả? Là bông hoa bằng những trái tim mọi người ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Xin mời mọi người đi thêm để ghi lại những cái hình ảnh. Cái hình ảnh mà những bộ đồ rất là dễ thương mọi người nè. Những cái bộ đồ đẹp quá. Đó. Wow. Đó. Mấy cái cô này. Đẹp quá. Wow.
ngang. Dạ. Một, hai, ba. Wow. Nhìn đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, cái clip này dễ thương lắm luôn. Hả? Cái clip thì đã lúc này em phỏng vấn. Lúc này em phỏng vấn 3 bé xinh xinh, 4 bé xinh xinh nha. Trời ơi, đẹp. Clip này đẹp quá. Clip này đang dính với mọi người trong đó, bà con. Trời ơi, đẹp quá. Rồi, quá đẹp luôn. Wow, sao mà đẹp thế này. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Sao mà khán giả đẹp thế này. Wow. Đẹp quá mọi người ạ. Đứng chỗ đây nè, đứng chỗ đây nè. Quá đây luôn, đẹp lắm luôn. Đây 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 đây. Chỗ đây, chỗ đây. Lạc Sơn. Ở đây đi chụp hình chị. Đi đâu đây? Đây đây. Đây là cô Lan Nguyễn nè. Cô ơi, hôm nay cô đi show rồi, cô có thể chia sẻ cảm xúc của cô với cô có nói cái gì, những cái gì mà cô thích nói về Hồ Văn Cường, cô nói gì cũng được hết à. Cô nói gì cũng được hết. Nói gì thì không biết nói gì. Dạ chào cả nhà bên kênh của Đào Cường, con là Đào Cường. Của em Đào Cường nha. Dạ. Cả nhà năm mới gì sức khỏe. Quá không, cô ấy không nói cái gì vậy mọi người đó. Wow. Ôm giùm bó hoa đi, ôm giùm bó hoa đi. Đó cho đẹp. Rồi nè, 1, 2, 3. Rồi cho em và chị xuống tập nè. Rồi tính tiền có nhộp nha. Tính tiền chụp ba một. Mười ngàn. Trời chụp chậm bôi mới được chụp ngàn nhất đến. Đây. Họ nó chụp hình dạo này, rồi 1 ngàn á. Đó, ai đang hình là đó, mình đứng đây nè. Chị ơi, chị ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Em chào anh Thọ. Đẹp quá mọi người ạ. Và thưa mọi người, đây là cái anh Thọ từ bên Úc về. Anh dạ. Anh Thọ này bữa vừa rồi show ở Bến Thành đã tặng cho ca sĩ Hồ Văn Cường một cái ôm. Một cái ôm rất là tuyệt vời. Anh ơi, anh có thể chia sẻ một vài cái tâm sự không? Dạ, ngại lắm. Nhưng mà lên sân khấu nói chuyện với để tâm sự với ca sĩ Hồ Văn Cường thì không ngại đúng không? Dạ. Dạ, 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 vâng, ok, chào. Tâm sự với ca sĩ Hồ Văn Cường thì anh Nguyễn không có ngại. Nhưng mà tâm sự với những người như Đào Cường thì anh ấy gọi là ngại, hoặc là anh ấy không muốn nói. Đơn giản là vậy thôi. Rất là đẹp. Xin chào.
sao. Bây giờ nè, một bác nữa nè, cái người kia không tới làm tụi em cũng vô được kéo. Quá là ngập. Đi vô rồi. Xin chào và tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem cái clip này. Chúc cho mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mọi người đang xem cái clip này, nếu như thấy clip thú vị hãy tặng được từng một like, và ai chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh YouTube của mình. Tôi xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.